Xin chào thế tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Cờ Bạc Bịp mới nhất của chúng tôi. Hôm nay kênh Cờ Bạc Bịp mới nhất của chúng tôi xin giới thiệu cho tất cả các anh em một dòng sản phẩm đánh bài bịp mới nhất hiện nay, đó chính là chiếc ví đổi bài. Như anh em thấy đây, đây là một chiếc ví đổi bài, đây chiếc hộp của nó. Đây là một chiếc ví đổi bài, bên trong của nó đã có một chiếc ví và một cục sạc. Chiếc ví đổi bài này như anh em thấy thì đây, y hệt như chiếc ví bình thường thôi. Ví này là chúng tôi nhập từ bên Nhật nha anh em nhé, nên chất lượng anh em khỏi lo luôn. Nhập từ bên Nhật đấy anh em. Đây, anh em đấy, thấy không? Bên trong nó không có một cái gì cả, nó như một chiếc ví bình thường luôn đấy. Chả khác gì một chiếc ví bình thường cả. Anh em có thể ghét tiền, ghét riết thoải mái luôn. Để đồ thoải mái, đây chiếc ví bình thường. Và bên tôi thì đang có một chương trình khuyến mại đặc biệt. Anh em xem video clip của chúng tôi, đăng ký kênh của chúng tôi sẽ được giảm giá ngay 50% cho tất cả các sản phẩm anh em mua hàng ở bên shop. Anh em lưu ý nhé, giảm giá 50% cho tất cả anh em mua hàng bên shop. Nhưng anh em phải đăng ký xem video, đăng ký kênh và chụp ảnh gửi về Zalo chúng tôi thì chúng tôi sẽ tặng cho anh em một voucher 50% đó, và tặng kèm cho anh em một chiếc kính, một chiếc kính thời trang luôn, một chiếc kính thời thượng luôn. Đây anh em thấy không? Đó, một chiếc kính cực kỳ đẹp luôn. Mua ví đổi bài còn được tặng kính, anh em thấy cái chỗ nào nó khuyến mại, nó rẻ như vậy không anh em? Là chiếc ví này chỉ có 1.190.000 thôi mà được cộng tặng thêm một chiếc kính kính nhá, kính thời trang, anh em thấy không? Rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thì bây giờ tôi sẽ đi thử xem chiếc ví đổi bài này thì nó như thế nào anh em nhé, để xem anh em thấy hiệu quả của nó khi đánh bài. Thì bây giờ tôi sẽ chơi ba cây. Đây là bộ bài bình thường anh em nhé, bộ bài bình thường luôn. Đây không phải là bài mã vạch hay là bài lỗi hay là bài kính bài ghiếc gì anh em nhé. Đây là bộ bài bình thường mua ở dưới chợ luôn, bộ bài bình thường luôn đó. Bây giờ tôi đi chơi ba cây bốn người cho em thấy nhé, em thấy hiệu quả của cái chiếc ví này nó như thế nào nha anh em nhé. Đây tôi đã chia bốn người đi đó, tôi chơi bốn người đó. Đây tôi xem bài tôi như thế nào. Bài tôi ván này có 5 nước thôi, bài này 5 không giải quyết vấn đề gì anh em nhé. Đánh ba cây mà 5 chẳng có vấn đề gì. Tôi sẽ cất bài anh em nhìn này. Đó, máy mất, tôi úp luôn bài. Tôi bảo bán này xấu quá, bài ván này xấu quá, vậy là sao? Tôi giấu đi vào một con bài anh em tính nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ chia sang ván mới. Anh em lưu ý nhé, anh em mà giấu một con bài đây, anh em phải nhớ con bài bên trong ví của mình nhờ con bài gì. Con bài của tôi vừa rồi tôi giấu con 1 thì tôi đã nhớ con 1. Đây tôi chia lượt bài ngửa cho anh em xem. Anh em thấy không? Bài này của tôi có 4 nữa thôi, nhưng anh em nhìn này, tôi sẽ biến ảo cho anh em bài to nhất lấy nhất làng luôn. Anh em để nhẹ nhé. Đó, anh em thấy không? Bài 9 nước luôn. Hiệu quả không anh em? 9 nước to nhất làng, tôi cầm cái thì mấy nhà cứ vật chết hết. Đó, tôi chơi thử vài ván cho anh em xem để anh em biết chiếc ví công dụng của ví đổi bài này thế nào. Em nhớ nhé, cây vừa rồi tôi cất rồi, bên trong ví là cây 6. Đó, anh em thấy không? Ván này này, ván này mà tôi cầm cái 9 nước thì cả làng nhân đôi tiền thôi anh em nhìn. Thao tác rất đơn giản, anh em cầm này, anh em để vuông ván bài, anh em để vuông ván bài này. Anh em để vuông ván bài đó, 6, 10. Làng xuống tiền đây, nhân đôi nha, tôi 10 nha, cái có 10 nha, 17 rô nha, cả làng xuống tiền nhân đôi anh em thấy không? Đánh cái này mà đánh ba cây thì cực kỳ hiệu quả luôn, mà ví này chống ồn anh em nhé, đổi bài rất nhẹ, không có một tiếng gì gọi là ồn cả. Em đổi bài ví này chống ồn nhé. Đó, chia bài cho anh em. Bài này của tôi thì có khả năng tôi thắng được. Bài này của tôi chỉ có 6 nước thôi. Mà bây giờ trong kia tôi đang kết con 5 thì tôi sẽ lấy bài đi. Tôi sẽ lấy một cây, tôi sẽ lấy cái lại cái 5 rồi của tôi đi. Tôi sẽ lấy lại cái 5 rồi của tôi đi. Đó, tôi có 8 nước thôi. 8 nước tôi ăn 2 nhà này nhé, tôi thua nhà này thôi. Đó, anh em thấy không? Cái này mà đánh bài thì cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, cái này mà chơi đánh bài thì còn gì bằng nó đúng không anh em? Đánh bài, nhất là đánh bài 3 cây. Đánh bài 3 cây mà dùng cái ví này thì thôi tuyệt vời, cú mèo luôn. Cái này thì tôi... Đấy, anh em nhìn này. Tuyệt vời, cú mèo luôn. Em nhớ nha, trong ví tôi đang là cây 3. Đó, bán là cây 3 lại. Điểm lại được, đó. Cái 3 này, nhà này có 9 nữa đúng không? Làm có gì không nhỉ? Làm hạ bài xem điểm cái nhỉ? Tôi sẽ làm hạ bài xem điểm cái nhỉ? Lúc người ta đang hạ bài xem điểm ấy, tôi sẽ nhanh tay, tôi cháo bài. Tôi cho cháo bài, đó.
Làm có gì cũng nhiều đấy. À, xong đây tôi có 9 nữa thôi. Làm xem tôi có 9 9 rô thắng hết cả làng luôn, anh em thấy không? Cực kỳ hiệu quả, cái biến này cực kỳ hiệu quả luôn. Anh em nếu mà có thắc mắc hay là có vấn đề gì mà cần giải đáp thì anh em có thể liên hệ số hotline của tôi 0832 61222. Anh em hãy nhớ nhé, bên tôi còn nhận dạy chia bài bằng tay nghề. Nếu mà anh em mua sản phẩm của tôi thì chúng tôi miễn phí cho anh em một khóa học dạy chia bài luôn, chia bài bằng tay nghề luôn. Một khóa học bây giờ của nó rơi vào khoảng từ 5 đến 10 triệu. Mà anh em thấy không, mua bài của chúng mua bài mua sản phẩm chúng tôi đã tặng anh em một khóa học chia bài bởi các dân chơi cờ bạc bịp có thể nói là top đầu miền Bắc hiện nay luôn. Tôi không nói ngoa chứ bên tôi thì lắm thợ đánh bài đó, mà thợ đánh bài bên tôi thì toàn top đầu của miền Bắc này luôn đó, anh em có thể tham khảo. Vâng, xin chào tạm biệt tất cả và hẹn gặp lại tất cả anh em.